Zalo mình cũng chia sẻ cảnh cặp giả cào đang lần lượt vào gần lượt cảng nha anh em. Đó, chạy tốc độ cũng rất là dữ nha anh em. Rồi mình cũng chúc tất cả anh em đi trên tàu được nhiều sức khỏe luôn. Chủ tàu đi những chuyến ra khơi đều trúng đậm luôn nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em những ga tàu giả cào hai cầu đang lần lượt ra cửa cảng, nhìn rất là phong độ nha anh em. Bây giờ ăn uống nghỉ thi lễ đã xong, giờ anh em đã dương cánh ra khơi nha anh em. Tàu được đang ở phía sau nha anh em. Giả cào Bình Thạnh đang lần lượt ra cửa cảng luôn nha anh em. Bình Thạnh 98879 TS nè anh em ơi. Đó, mấy con này tầm từ 27, 26, 27 mét trong đó nha anh em. Đó, đang xuất phát ra cửa cảng nha anh em. Mình cũng chúc tất cả anh em trên tàu gặp nhiều thắng lợi sau những chuyến ra khơi nha. Anh em rất là hăng say chuẩn bị cho những chuyến đi mới rồi anh em thấy không? Chúc cho các anh đi học nhiều niềm vui và khi về thuyền đi ấp cá luôn nha. Rồi, tới cửa cảng rồi, con nước nó nhấp vô nó dễ rất là dữ luôn nha em. Ơi ăn không? Khi mà ra thì cái khơi để mấy anh đạp ở bèo, bây giờ là mấy anh đạp số đen luôn đó nha, thấy không? Những con sóng lăn tăn là chuyện nhỏ đó, bây giờ đó, mình luôn chúc cho những chủ tàu thắng lợi sẽ có những con giả cào mới lớn hơn nữa nha. Anh em thấy mình muốn chia sẻ rất là nhiều tàu ghe giả cào. Tại mình ở đây thì mình chỉ chia sẻ như thế thôi, nhưng những nơi khác thì mình chưa có đi đến được. Nó sống rồi, nhấp nhô ghê gớm rồi. Đó, tới ăn không? Đó, nhấp nhô từng con sống nha anh em.
giữ gì mình cũng rất là ớn ăn luôn, thấy không? Đó, còn cái ở phía trước đây em thấy không? Càng ngày càng xa đúng rồi đó, thấy không? Mình luôn chúc những anh em đi thật nhiều sức khỏe, là mình luôn luôn đầu hết chúc cho anh em mình ở trên tàu thuyền thật nhiều sức khỏe mới được. Sức khỏe mới anh em mới có thể làm việc hăng say, đặc biệt là thả mẻ nào là trúng mẻ đó luôn nha. Đó đây, con tàu được cũng nhảy sống luôn đó nha anh em. Sóng nghĩa lăn tăn lăn tăn lăn tăn, sóng nghĩa lăn tăn rất đẹp luôn nha anh em. Nó như mình cũng đã chia sẻ cho những video trước rất là nhiều anh em nói trời ơi giống gió này không tin nha, thì đối với mình là rất là lớn luôn á anh em. Tại vì anh em đi biển thì nói chung là sóng gió là chuyện bình thường luôn. Mình cũng cảm ơn tất cả các anh em đó đã góp ý mình nha, để mình có những và xử lý tốt hơn để cho anh em xem luôn nha. Thì những gì mình không tốt rồi anh em cứ nói comment ở dưới để cho mình khắc phục luôn. Nhờ có anh em mà mình mới am hiểu được và nhiều hơn hơn luôn nha. Đó, trước mặt các bạn cũng là ghe lặn đó nha các bạn. Đó, ảnh cũng đang lặn vào cửa cảng luôn á. Chào cái bây giờ nó ở giờ chào cái giờ nó ở khúc xa khúc nguyên thủy luôn rồi đó anh em. Đó, những con sóng nhìn rất là ghê gớm không, nhảy sóng luôn anh em. Thì con tàu được khoảng con tàu cái 26-27 mét, con tàu được cũng tầm 25-26 mét à. Rất là chạy rất là gây cấn, con tàu được chạy rất là dữ luôn nè, nếu không nước nhảy phà luôn. Đang chạy tốc độ chậm gãy ra coi nha, dương cánh ngay lên anh em. Đó, anh em thấy không? Những con sóng rất là nhấp nhô, rất là dữ luôn nha. Đó, dữ rồi anh em ơi. Những mình cũng chia sẻ với anh em là cuộc sống của những người dân nghề biển nè anh em. Nghề giả cào này nói chung là nhiều đi đánh bắt nhiều lúc rất là tốn, nhiều lúc về anh em cũng không có tiền cho mấy. Mà mình luôn, nếu mà mình quay được những cái cảnh ghe đi ra khơi thì mình luôn chúc tất cả các anh nè thật nhiều sức khỏe và đi đánh mẻ nào rồi trúng động mẻ đó luôn. Những ghe đi thì tiện thì theo anh em, trúng thất nữa, trúng thì mấy anh sẽ vô sớm, còn thất thì mấy anh khi cả tháng cũng vô, không chừng cái tuần lễ vô cũng không chừng nha anh em. Mình không có nói chính xác được. Đó, ra giả cào cái giờ thị thuốc đằng kia luôn nha anh em. Ô, trạt nước cái cũng quá dữ luôn nha anh em ơi. Đó, con tàu đực nó phía sau nó cũng chạy chậm gãy theo luôn sau luôn đó nha anh em. Đó, thấy đã mất không? Xa phút xa dần rồi nha anh em, đó thấy không? Những con sóng biển nhảy lăn tăn nhìn rất là đẹp mắt luôn. Những chủ tàu mà khi mà vô là trúng đậm là mấy anh rất là vui, chào mình rất là dữ dằn luôn đó nha anh em. Nhảy tung tăng luôn á, khi mà những ghe mà vô thì nó trúng mưa lớn thì anh em cũng hơi buồn, cũng không có chào hỏi mình cho mấy nha. Đó, mình chia sẻ con tàu đực này, giờ con tàu cái nó đã chạy phía trước rất là xa rồi đó nha anh em. Mình chia sẻ với anh em những gì liên quan tới biển mà tàu ghe hay là gì đó mình cũng sẽ chia sẻ hết. Nói chung liên quan tới tàu biển nào mình sẽ cố gắng làm những video tốt hơn để cho anh em xem nha.
để cho tôi mình phát triển hơn nữa. Để anh em mà có thắc mắc gì thứ comment ở dưới cho mình sẽ khắc phục và sửa chữa. Cũng có nhiều anh em mà kêu mình đi tỉnh thực tế ngoài khơi, nhưng mà mình bây giờ mình vẫn chưa có cái sắp xếp được công việc mà mình đi nha, anh em cũng thông cảm nha. Một ngày là gần nhất mình sẽ quay trực tiếp ở ngoài biển khơi cho anh em xem luôn cảnh bữa lưới hay là thu hoạch cá gì đó, kéo lưới gì đó mình sẽ chia sẻ hết luôn. Cũng có rất nhiều anh em đã yêu cầu mình như thế rồi, nhưng mà mình bây giờ mình đang sắp xếp công việc ổn định xong mình sẽ chuyên cánh ra khơi theo những con thuyền nha anh em. Rồi video mình kết thúc tại đây, cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ kênh mình trong thời gian qua rất là nhiều luôn.